Trải nghiệm taxi điện trên xe điện VinFast FE34. Máy boss hiện đại, kim luôn dẫn đường. Thanh toán bằng Google Pay tiện lợi. Xe đi êm ru luôn và đặc biệt không có mùi. Chào các bạn, mình là Louis Long Hoàng. Hiện tại thì mình đang có mặt tại quận 7 để trải nghiệm taxi xanh, taxi điện đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Để gọi xe, các bạn vui lòng tải ứng dụng có tên là Taxi Xanh SM. Cũng như bao ứng dụng gọi xe khác thì nó hoạt động y chang như vậy. Chỉ khác là vì nó là ô tô điện thôi. Mức giá thì rất là cạnh tranh nha các bạn. Mức độ phủ sóng của taxi điện này ở các quận lớn thì rất là ok. Bút một phát là có ngay luôn. Mình bút một lát thôi để taxi đã đến đón mình rồi. Bây giờ thì mình lên xe thôi. Đập vào mắt mình đầu tiên là cái màn hình rất là to và không gian bên trong giống như cái xe Kia Morning vậy. Trong khi mà xe di chuyển các bạn, nó rất là êm. Chính vì nó là xe điện nên nó êm quá nên mình nghe rõ cái tiếng từ lòng đường vọng lên cái xe. Tài xế taxi sử dụng máy Bose của VinPay để dẫn đường luôn các bạn. Nó là một chiếc máy chạy Android và hỗ trợ thanh toán cực kỳ tốt. Nên hiển nhiên mình sẽ sử dụng Google Pay để thanh toán. Xe điện hiện đại, công nghệ thanh toán hiện đại, bắt kịp xu thế của thế giới.